Chào mừng quý vị trở lại với LeDinhvlogs USA. Nếu đây là lần đầu tiên quý vị đến với LeDinhvlogs, mời quý vị cùng nhấn nút subscribe và nhấn nút chuông để có thể nhận được thông báo ngay sau khi LeDinh có video mới. Nếu quý vị thấy video này hữu ích, xin quý vị nhớ nhấn nút like và share để chia sẻ thông tin thêm cho nhiều bà con cùng biết đến. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Quý vị có thể tham khảo những nguồn dẫn gốc của bản tin này ở phần description của video. Xin cảm ơn quý vị. Quý vị thân mến, phần bản tin ngày hôm nay sẽ tập trung vào phần tiền 400 đô la hàng tuần từ lệnh hành pháp của Tổng thống. Khi nào thì người thất nghiệp ở đa số các tiểu bang sẽ nhận được số tiền 300 đô la? Tiểu bang nào đã được Fema chấp thuận? Tiểu bang nào đồng ý trả thêm 100 đô la? Tiểu bang nào không nhận phần 300 đô la từ quỹ liên bang? Và nhiều câu hỏi khác. Quý vị thân mến, theo một bản tin được đăng trên tòa báo Forbes, 4 giờ 22 phút giờ miền Đông. Theo Fema, thời điểm sớm nhất để hầu hết các tiểu bang có thể nhận được 300 đô la từ lệnh hành pháp của Tổng thống Trump là ngày 29 tháng 8. Theo bản tin, thông tin mới tiếp tục được công bố về thời điểm khoản trợ cấp thất nghiệp 300 đô la được bổ sung, phê duyệt từ lệnh hành pháp của Tổng thống Trump sẽ bắt đầu được các tiểu bang giải ngân. Tuy nhiên, có một tin tuyệt vời dành cho những người lao động bị thất nghiệp ở Arizona. Họ sẽ là những người bắt đầu được nhận các khoản trợ cấp nâng cao trong tuần này. Còn đối với những người Mỹ thất nghiệp ở các tiểu bang khác, họ sẽ nhận số tiền này chậm hơn. Theo tài liệu về các câu hỏi thường gặp do cơ quan quản lý khẩn cấp liên bang Fema xuất bản, trung bình sẽ mất đến ngày 29 tháng 8 thì hầu hết các tiểu bang mới bắt đầu được nhận. Thời điểm này được tính từ ngày 8 tháng 8 là ngày mà Tổng thống Trump đã ký lệnh hành pháp cho phép sử dụng quỹ cứu trợ thiên tai để trả trợ cấp thất nghiệp liên bang 300 đô la mỗi tuần cho người thất nghiệp. Và đây là một vài câu hỏi đáp trong trang chủ của Fema. Ở câu hỏi này, các tiểu bang sẽ phải mất bao lâu để có thể chuyển khoản tài trợ đó cho các cá nhân? Và câu trả lời là, tùy theo từng tiểu bang, thời gian họ điều chỉnh hệ thống bảo hiểm thất nghiệp của họ để tiếp cận các quỹ này cho phù hợp với chương trình cũng như các yêu cầu. Nhưng theo Bộ Lao động ước tính, trung bình là 3 tuần kể từ ngày 8 tháng 8. Như vậy, nếu chúng ta tính từ ngày 8 tháng 8 cộng thêm 3 tuần, tức là cộng thêm 21 ngày nữa, thì ngày sớm nhất mà những người lao động thất nghiệp có thể nhận được số tiền 300 đô từ lệnh hành pháp của Tổng thống Trump là 29 tháng 8. Vậy những ai đủ điều kiện để nhận số tiền này? Để được nhận số tiền này, người lao động thất nghiệp phải hội đủ hai điều kiện. Điều kiện thứ nhất là quý vị đang nhận tiền bảo hiểm thất nghiệp ít nhất là 100 đô la mỗi tuần tính từ ngày 1 tháng 8 năm 2020. Điều kiện thứ hai, số tiền 100 đô hàng tuần mà quý vị đang nhận thuộc về những chương trình trợ cấp thất nghiệp sau đây. Đó có thể là khoản tiền thất nghiệp thông thường mà chúng ta thường nhận được từ tiểu bang hay còn gọi là UI. Hoặc là khoản tiền bồi thường cho nhân viên liên bang còn gọi là chương trình UCFE hay chương trình UCX là bồi thường thất nghiệp cho người làm việc cũ. Nếu quý vị nhận được khoản bồi thường thất nghiệp khẩn cấp vì đại dịch hay còn gọi là chương trình PEUC, thì quý vị vẫn đủ điều kiện để nhận được 300 đô la này. Những quý vị nào đang ở chương trình PUA, tức là hỗ trợ thất nghiệp cho đại dịch, hoặc chương trình mở rộng EB, hoặc đền bù trong thời gian ngắn STC. Những quý vị đang nhận chương trình trợ cấp điều chỉnh thương mại TRA, hay là các khoản thanh toán theo chương trình hỗ trợ tự kinh doanh SEA, đa số những quý vị nộp thuế mẫu đơn 1099 thường nhận bảo hiểm thất nghiệp nằm trong chương trình PUA. Như vậy, nếu quý vị đang nhận mỗi tuần số tiền trợ cấp thất nghiệp từ 100 đô la trở lên thuộc một trong những chương trình vừa nêu trên, quý vị sẽ hội đủ yêu cầu để nhận được 300 đô la hàng tuần từ quỹ liên bang trong đợt này nếu tiểu bang của quý vị có nộp đơn và được Fema chấp thuận. Dựa theo tấm bản đồ này của ông Matt Darling, trong 50 tiểu bang chỉ có một tiểu bang là West Virginia sẵn lòng hỗ trợ thêm 100 đô la tiền thất nghiệp từ quỹ của tiểu bang cộng thêm 300 đô từ quỹ của liên bang mà thôi. Trên màn hình là trang nhà của thống đốc tiểu bang West Virginia. Trong phần thông báo này cho thấy tiểu bang West Virginia cam kết sẵn sàng làm phần việc của mình để đảm bảo rằng những người thất nghiệp ở tiểu bang West Virginia có thể tiếp tục nhận trợ cấp cho đến hết năm 2020.
Ông thống đốc phát biểu rằng tiểu bang West Virginia sẽ trả số tiền đó và chúng tôi rất sẵn lòng để làm điều đó. Quý vị thân mến, nếu quý vị nào đang ở tiểu bang West Virginia đang theo dõi video clip này của LeDinhvlogs, cho phép LeDinhvlogs được chúc mừng quý vị. Cảm ơn thống đốc của tiểu bang quý vị đã sẵn lòng làm việc này. Và nếu quý vị biết có những thay đổi nào khác về quyết định này của thống đốc tiểu bang West Virginia, cũng xin cho LeDinh biết. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Tuy nhiên, tiểu bang West Virginia vẫn còn đang chờ đợi sự chấp thuận từ Fema mới có thể nhận được khoản tiền trợ cấp $300. Tính đến ngày 16 tháng 8, chỉ có một tiểu bang duy nhất là Arizona đã nhận được phần tiền hỗ trợ từ quỹ liên bang, nhưng tiểu bang Arizona không bù thêm $100 cho người thất nghiệp. LeDinh cũng xin gửi lời chia vui với quý vị ở tiểu bang Arizona vì quý vị là những người đầu tiên được nhận số tiền $300 hàng tuần từ lệnh hành pháp của Tổng thống Trump, và số tiền quý vị nhận sẽ được tính ngược lại từ ngày 1 tháng 8 năm 2020, sẽ kéo dài đến ngày 27 tháng 12 năm 2020, hoặc cho đến khi số tiền quỹ của Fema $44 tỷ được phân phối hết. Cùng ngày 15 tháng 8 là ngày mà tiểu bang Arizona được Fema chấp thuận. Ba tiểu bang khác, bao gồm tiểu bang Iowa, Louisiana và New Mexico cũng được chấp thuận. Hôm qua, 16 tháng 8, Fema lại chấp thuận thêm 3 tiểu bang nữa, đó là Colorado, Missouri và Utah. Tuy nhiên, ngoài tiểu bang Arizona, số tiền $300 của những tiểu bang còn lại vẫn còn đang trong giai đoạn pending, có nghĩa là vẫn còn đang ở trong giai đoạn hoàn tất thủ tục giấy tờ, và hy vọng quý vị ở 6 tiểu bang này có thể sẽ nhận được trong một thời gian gần nhất. Theo Fema, các tiểu bang muốn nhận được phần hỗ trợ này cần phải nộp hồ sơ trước ngày 10 tháng 9. Quý vị thân mến, cho đến ngày hôm nay, 17 tháng 8, ngoài 7 tiểu bang đã được Fema chấp thuận, bao gồm Arizona, Colorado, Iowa, Louisiana, Missouri, New Mexico và Utah. Trong đó, tiểu bang Arizona đã nhận được tiền. Tiểu bang South Dakota là tiểu bang duy nhất từ chối phần trợ cấp thất nghiệp $300 một tuần từ chính quyền Tổng thống Trump. Theo Fox Business đưa tin, bà thống đốc tiểu bang South Dakota đã từ chối đề nghị của chính phủ liên bang về khoản trợ cấp thất nghiệp hàng tuần thêm $300 để phục hồi kinh tế của tiểu bang. Bà cho rằng, chính quyền của tôi rất biết ơn về sự linh hoạt, bổ sung và nỗ lực này. Nhưng South Dakota ở vị trí may mắn là không cần phải nhận nó. Bà thống đốc Christy Noem tuyên bố hôm thứ Sáu rằng kinh tế của South Dakota đã phục hồi gần 80% số việc làm đã mất, và South Dakota là tiểu bang duy nhất của quốc gia không có trợ cấp mở rộng vì tỷ lệ thất nghiệp của tiểu bang là thấp nhất trong cả nước. Xin được phép chúc mừng tiểu bang South Dakota và bà thống đốc của tiểu bang đã giữ được việc làm cho người dân, cũng như chúc mừng những người Việt ở tiểu bang South Dakota, là nơi mà có thể là nạn thất nghiệp ít hoành hành nhất trong nước Mỹ. Còn về phần tiểu bang California thì sao? Tiểu bang California là một trong những tiểu bang không có khả năng để bù đắp thêm $100 hàng tuần từ quỹ của tiểu bang phụ vào số $300 từ quỹ liên bang. Theo một bản tin từ tòa báo ABC7, thống đốc Newsom cho biết người thất nghiệp ở tiểu bang California sẽ chỉ nhận được $300 mỗi tuần từ quỹ của liên bang. Dựa theo một bản tin từ trang nhà của Sở Thất nghiệp EDD California đăng ngày 13 tháng 8, cho biết rằng EDD đang làm việc chặt chẽ với các đối tác tiểu bang và liên bang để có thể áp dụng lệnh hành pháp của Tổng thống cho chương trình trợ cấp lương bị mất, tức là chương trình $300 hàng tuần cho những người thất nghiệp của tiểu bang. Nhưng đến nay, vẫn chưa có thông báo chính xác khi nào người dân California sẽ được nhận. Có thể tiểu bang California cũng sẽ phải đợi thêm một thời gian nữa để được Fema chấp thuận. Quý vị thân mến, đó là toàn bộ những tin tức chi tiết về số tiền $400 từ lệnh hành pháp của Tổng thống Trump được phân bổ ra sao tính đến ngày 17 tháng 8. Trong những ngày tiếp theo, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi những tin tức từ Fema cũng như từ những website của chính phủ để xem những tiểu bang nào tiếp tục được nhận phần tiền này của quỹ liên bang. Quý vị có thể vào fema.gov hoặc nhấn vào đường dẫn ở phần description của video này
Nếu quý vị muốn tự theo dõi xem tiểu bang mình có nhận được phần tiền này của Fema hay chưa, rất cảm ơn sự ủng hộ của quý vị. Trước khi tạm chia tay, LeDinh xin chúc quý vị và gia đình lúc nào cũng được vui, khỏe và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.